Rồi, Zalo Nghĩa xin mến chào thì các bác nhá. Đến hẹn lại lên cho các bác. Hôm nay là ngày thứ tư và là ngày mùng 7 tháng 8. Em cũng vừa tranh thủ lên video mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em vừa tranh thủ lên cho các bác là có một lô máy cắt cỏ và là dòng máy cắt cỏ zin nguyên bản hàng Nhật bãi nữa các bác nhá. Hàng Nhật bãi nữa. Thì hôm nay thì lên cho các bác gồm có tất cả là 14 15 cây và tình trạng em lên cho các bác cũng có rất là nhiều những con máy cắt cỏ và máy đẹp như sau. Thứ nhất thì em lên cho các bác một con máy cắt cỏ của thương hiệu K, con này con Talaka, con này là công suất cực kỳ lớn. Thương hiệu này em bán lâu lâu mới có một con này. Nhiều bác mình chạy giờ rất là êm luôn. Đấy, lòng 37 38 đi nhá. Tum to bố lớn. Đấy, ống cần 26 hoặc 27 luôn. Siêu ngon. Và đây là một con máy cắt cỏ sản xuất năm 2020. Đấy, đặc biệt con này con còn ghi năm sản xuất này, một con máy Nhật đẹp mà còn ghi năm sản xuất rất mới, tay ga bóc mỏ vịt nha các bác nha, dòng Mitsu TBE27. Và đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Kawasaki, con này con TZ27 nhé. Con này công suất của nó là 27cc, nòng cũng 34-35 ly, nổ siêu gắt luôn. Đấy, giật trợ lực lớn. Và đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Makita 26, chạy động cơ xăng trắng 4 kỳ, xăng trắng không pha nhớt các bác nha, động cơ xăng trắng không pha nhớt. Và đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Shinhwa, loại S25 bình xăng trên, chạy cũng siêu ngon. Con này con máy cắt cỏ của Komatsu Genwatt 26, nòng cũng 34 ly này. Con này con máy cắt cỏ của Mitsubishi TB20, nòng 30-31 ly, chạy cũng rất êm. Đấy, các bác nào thích những con máy cắt cỏ mà công suất nhỏ, nhẹ, dễ dùng, đặc biệt cái là mình phải nó dễ nổ cơ. Đấy, cứ sử dụng khoảng tầm 3-4 tháng, cất đi bỏ ra giật là nổ thì các bác lấy dòng này nhá, Mitsu TB. Đấy. Và đặc biệt con này cũng rất là ngon này. Con Echo đen trắng 24 nhé, tay ga bóc mỏ vịt zin, rất ngon. Đấy. Và đây là một con máy cắt cỏ của dòng Ruby Grip 26 nòng 34 ly. Con này con cắt cỏ của Kawasaki TG24 có nhé, TG24 nòng 32 33 ly. Con này con Ruby 23 nòng 32 33 ly, rất đẹp. Và đây là một con máy cắt cỏ cực kỳ mới của thương hiệu Shinhwa. Các bác nhìn cái bình xăng con này. Nó còn quá mới luôn, siêu sáng. Con này là con máy cắt cỏ của Robin có nhá, Robin phong vuông. Đấy, dòng này cũng chạy rất là êm. Và đây, con này con Echo Ngọc Trinh này, Echo trắng. Đấy, con máy cắt cỏ Shinhwa giá rẻ. Rồi, các bác mình xem qua những con máy trên mà các bác mình muốn mua hàng và đặt hàng thì các bác chỉ cần liên hệ giúp em qua số điện thoại em để trên góc bảng đây. Bên em sử dụng có một đầu số duy nhất là 0947594 và có số 678 đuôi. Số này thì em luôn dùng Zalo các bác nhá. Và kênh bên em là kênh shop Trung Nghĩa máy Nhật bãi. Đấy. Các bác mình mua hàng ở bên em là em không lấy cọc nhá, mua hàng không lấy cọc, nên các bác mình xem chắc chắn, xem kỹ càng. Đấy, xem đi xem lại rồi mình chốt. Các bác không cần cọc trước. Đấy. Nên các bác cực kỳ yên tâm nhá. Và giá trên em ghi ở trên từng máy thì em đã bao ship cho các bác rồi. Em tặng đủ cho các bác gồm có tất cả những món như sau này. Thứ nhất là một cái tip mở hai đầu này, 13, 19 mở buji và mở đầu dao nhá. Một cái bát cước có lõi đỏ hai chấu để các bác mình phát cỏ, phát cước này. Một bình nhất nhỏ để các bác mình về pha căn tỷ lệ, hoặc là mình khi mình mở máy ra mình không có nhất sẵn ở tại đó, mình lấy luôn bình nhất em tặng, mình test nổ luôn. Đấy. Nhất này thì các bác căn cho em là tỷ lệ là 2,5 lít xăng, đổ hết bình này vào. Đấy. Và đây là nục giắc 4 thao ráp tay cầm các bác nhé. Rồi dây đeo này, dây đeo thì có dây đeo thường hoặc dây đeo bãi. Đấy. Và con dao nữa, dao thì em cũng tặng đầy đủ luôn, có dao dài hoặc là dao tròn. Dao này thì cắt nhanh. Đấy, dao Việt Nam mình cắt nhanh. Nhưng mà các bác lại có vườn này mình thấy nhiều đá sỏi, có nhiều vật cản thì lại dùng dao tròn, dao của Nhật cũ, đã đánh sẵn mài sẵn cực kỳ sắc bén. Đấy. Còn các bác mình muốn lấy cả combo hai dao, một dao tròn, dao dài thì thêm 50 ngàn nhé. Đấy, cố định luôn là em tặng dao tròn hết, dao dài hết. Rồi, ngoài những phụ kiện tặng kèm thì có bán một số đồ đạc kèm theo không thể thiếu cho các bác là nhất động cơ 2 kỳ chuyên sử dụng cho máy cắt cỏ và cơ xích bơm mini Nhật bãi. Em bán bình lớn như thế này là 100 ngàn một bình. Đấy, loại nhất rất là đặc. Các bác nhìn cái chất nhớt này. Đấy, shop em bán trước giờ rất là chuẩn chỉ. Đấy, nó nhất rất là tốt, bán cho các bác 100 ngàn một bình. Lồng gom cỏ gặt lúa 100 ngàn một cái. Bùi như trà cỏ 85 ngàn nha các bác nhá, để trà cỏ. Đầu bơm nước mini em bán có 135 ngàn thôi. Đầy đủ là kẹp này, vít này, ốc này. Đấy, các bác mình về mình gắn vào để mình bơm nước nhá. Vừa cắt cỏ, đến mùa khô mình bơm nước. Đấy, một công đôi việc luôn. 135 ngàn. Và đĩa sới để cào đất mini 100 ngàn. Đấy. Rồi, lên cho các bác lô ngày hôm nay là lô chữ Y các bác nhá, lô chữ Y. Em sẽ lướt sơ qua một số con cho các bác mình xem. Đây là con Talaka nòng lớn này, 38 ly luôn. Đấy. Con này con Mitsubishi sản xuất đời 2020 này. Con này con Kawasaki TZ này 27 này. Đấy, Makita 4 kỳ. Con này con Shinhwa chạy siêu bền luôn. Con này con Genwatt Komatsu các bác nhá, 26. Con này là Mitsubishi TB20 này, Echo đen trắng này. Con này chạy cũng rất là ngon, nhiều bác thích. Con này con Ruby Grip 26 nhá.
con này con Kawasaki TG24 nhiều bác dùng rồi, con này con Ruby 23, con này con Shinagawa đẹp 90% luôn, quá mới. Đấy, Robin rồi, lên cho bác con đầu tiên, mã số là con Y1. Con này thì có tên cho các bác là con Shindaiwa. Đấy, Shindaiwa loại 18-20cc, nòng cũng 30-31 ni. Nó giống như cái con mà em hay đăng cho các bác là giá tầm tiền khoảng tầm 1 triệu 1, triệu 2 đấy. Dòng con này cũng vậy, là loại Shindaiwa nhỏ nhất, nòng 30-31 ni. Dòng này thì ưu điểm cái là chạy rất là bền. Đấy, vừa tiền, bền, dễ dùng. Đấy, dễ chế cho các bác này, cũng chế zin nhân bản, chế hai kim. Kim chỉnh to nhỏ nằm đây, chỉnh ga trên này. Đấy, thế này giống như chế cân ngang đấy các bác nhé, chế cân ngang đấy, nhiều bác mình này đầy đủ luôn, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới zin hoàn toàn, vỏ viếc thì niền nạc, đấy, không bể vỡ. Đặc biệt cái là ưu điểm của thương hiệu của Shinagawa thì các bác có thể biết rồi, nó chạy rất là bền, đấy, cực kỳ bền chắc. Tum của nó đây, tum rời luôn nhá, mặt trước thì có dán tem mác của thương hiệu Shinagawa, đấy, Shinagawa. Rồi, giật nổ các bác nghe từ con đầu tiên, mã số Y1. Tiên nổ rất gắt, đấy, gà ngọt, gắt, dễ nổ. Mã số Y1, nòng 30 ni, con này báo giá có 1 triệu 100 ngàn thôi. Đấy, các bác mình chốt kỹ con này nhá, 1 triệu 100 ngàn. Tiếp theo, em lên cho các bác là con Y2, đây là một con máy cắt cỏ của dòng Echo trắng, hay vì em hay gọi đặt tên cho nó là thương hiệu Echo trắng Ngọc Trinh. Vì dòng Echo này thì riêng của con này thì nó có một màu duy nhất là màu trắng thôi. Đấy, một màu duy nhất là màu trắng thôi. Và nắp xăng thì nắp xăng cam, rồi bộ e đen thôi nhá. Con này thì cũng còn cực kỳ đẹp. Đấy. Nó có tên cho các bác là thương hiệu của Echo đây. Nó ghi cho mình là AT223T. Con này có suất nó là 22cc và nòng của nó là nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đi cho các bác là nắp xăng kín đời mới, và các bác nhìn cái nắp xăng của nó này. Nắp xăng còn đỏ au rất đẹp. Đấy, con này sử dụng cục sạc khí riêng các bác nhá, sạc khí riêng nằm trong góc đây. Đấy, ống sạc khí riêng này, vú bơm của nó thì đi vú bơm lớn của loại Echo luôn. Đấy, con này thì tum cho các bác là thiết kế tum liền, và ga của nó đây, đặc biệt bệ ga rất là ngon. Các bác nào mình đang muốn mua một con máy cắt cỏ về cắt cỏ vườn, cắt cỏ bờ ruộng, cắt cỏ gia đình quanh nhà dễ dùng, đấy, dễ nổ, bên lấy dòng này nhá, ga bóp này. Đấy, rồi em giật nổ các bác nghe từ mã số con Y2. Rất êm cho các bác luôn. Mã số là Y2, nòng 3233 ly. Em báo giá có 1 triệu 300 ngàn thôi. Mã số cho các bác là Y2 nhé. Tiếp theo, em nên cho các bác là Y3. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Robin Renny. Đấy. Thương hiệu này thì thường thường cái form của nó thường thường là hai form vuông. Này, form vuông, vuông nhỏ. Này, form vuông nhỏ. Nó có tên cho các bác là Robin Renny này, loại BR19. Con này công suất của nó là 20cc và nòng của nó là nòng 31-32 ni. Tình trạng máy đây cũng zin tuyệt đối cho các bác. Đấy, chế chiếc này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Đấy, rất đẹp các nhá. Để em dọn rửa cho các bác cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn trong đốc nó này. Chế thì chạy chế cho các bác cực kỳ dễ dùng. Đại chế Warm Pro Zin, chế tự động một kim. Thiết kế cho các bác này là có thiết kế cho các bác là nòng hơi bugi đứng. Đấy, đứng trên. Và đi sở hữu cho các bác cũng là tum liền nữa nhá. Tum liền. Đấy, để các bác mình chuyên cắt cỏ và bơm nước. Con này thì dưới đáy bình xăng thì sử dụng là chân trống các bác nhá. Chân trống rất là cao. Đây, các bác có đặt dưới, ví dụ như đặt dưới đường bê tông hay đường nhựa này thì các bác sẽ không lo là đá sỏi nó ra mà bình xăng, vì nó sử dụng chân trống rồi. Đấy, chân trống rồi, rất là cao. Công tắc của nó ngay bên hông đây. Rồi, em giật nổ các bác nghe từ mã số con Y3 nhé, Robin.
Mã số cho các bác là Y3, con này nòng 3233 ly, em báo giá có 1 triệu 300 ngàn thôi. Đấy, mã số cho các bác là Y3, giá rất là hợp lý các bác nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo em lên cho bác là con Y4, con này em thấy màu sắc quá đẹp. Đấy, nhiều bác mình thấy nhìn một phát mình ưng luôn. Con này thì có tên cho các bác là con Sindaiwa, đấy, loại 22 sọp nhá. Đây nó có ghi cho các bác là SOFT này, là sọp. Con này công suất của nó là 22 cc và nòng của nó là nòng 32 ni. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới này đều zin hoàn toàn. Đấy, đi lắp xăng cho bác là lắp xăng kín để mới và cục xả khí riêng thì nằm gọn ghẽ trong đây. Đấy, chế thì chế One Pro Zin, chế tự động một kim. Thiết kế cho các bác cũng là thiết kế nòng hơi buji đứng của Nhật luôn. Đấy, con này thì tình trạng nó còn quá đẹp. Đấy, các bác nhìn này. Made in Japan xịn sò luôn các bác nhá. Loại Sinewa 2200. Đấy. Tình trạng đầu bò chắn gọn này, còn nguyên bát quốc zin luôn trên đầu luôn. Rồi, em giật nổ, các bác nghe thử mã số con Y4, con này nặng cho bác khoảng tầm 4 cân nhé. Mã số cho các bác, con này là con Y4 nòng 3233 ly. Con này em báo giá có 1 triệu 400 ngàn thôi. Mã số cho các bác là Y4 nhé, con này quá đẹp. Tiếp theo, em đến cho các bác là Y5. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Ryobi. Đấy, thương hiệu Ryobi nhá. Con này thì dòng này đợt này em bán cũng rất là nhiều. Nhiều bác em thấy hầu như video nào em cũng đăng. Này nhiều bác thấy em dòng này em đăng rất là nhiều. Thứ nhất là dòng này em thấy nó chạy, thứ nhất là ổn định này. Nòng 32 ni thứ nhất là ổn định, tiết kiệm xăng và nó phụ tùng rất là nhiều. Thương hiệu Ryobi này phụ tùng rất là nhiều luôn. Con này thì có tên cho các bác là Ryobi và là EKK2370 các bác nhé. EKK2370. Con này công suất của nó là 23 cc và nòng của nó là nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế, nòng hơi, bô, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Con này thì dùng chế cho bác là loại chế qua một pro, chế ne trong, nó giống như chế các bác cự chế cưa máy cưa các bác hay dùng đấy. Nó cứ có kim chỉnh xăng to nhỏ nằm dưới, chỉnh can tin nằm trên. Và con này thì có giật cho các bác, nó có trợ lực. Đấy. Dưới đáy bình xăng này thì sử dụng lốm cao su rất là dày bảo vệ bình xăng cho bác. Và nó đi cho bác là tum liền nhá, tum liền. Mặt trước này nó có chữ Ruby này, sơn là sơn zin nhá. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con Y5. Con này thì tay ga zin luôn. Mã số cho các bác, con này là con Y5 nòng 3233 ly, em báo giá có 1 triệu 400 ngàn thôi. Mã số cho các bác là mã số Y5. Tiếp theo em nên cho các bác là con Y6 các bác nhá. Con này là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng Kawasaki, chạy cũng cực kỳ bền. Đấy, thương hiệu này thì chỗ em cũng sử dụng, các bác cũng sử dụng rất là nhiều thương hiệu cả Kawasaki. Con này thì có tên cho các bác là Kawasaki TG24 các bác nhá. TG24 đây, nó ghi phía trước này, TG24. Con này công suất của nó là 24 cc và nòng của nó cũng là nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác. Đây, chế chiếc này, rồi nòng hơi, bô, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đi chế cho bác là chế hai kim chỉnh các bác nhá. Các bác có thể thấy hai kim chỉnh. Chế này thì có kim chỉnh to nhỏ nằm dưới và chỉnh gan ti thì nằm ngay phía trên đây. Trong chế của nó thì luôn dập chữ chữ Japan. Đấy, Made in Japan, chữ Japan ở đây, chữ Nhật nhá. Và con này thì cho bác có cái tum này, tum đỏ. Đấy, tum đỏ là tum liền và tum nhôm, chạy rất là bền. Đấy, thích hợp cho bác là mình cắt cỏ cỏ cao, cỏ dài hoặc là cắt cỏ thời gian lâu. Đấy, chạy rất là êm. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số con này là con Y6 nhé, con Y6, con Kawasaki. Mã
Mã số cho các bác là Y6 nòng 3233 ly. Con này em báo giá có 1 triệu 400 ngàn thôi. Mã số cho các bác là Y6. Đấy. Tiếp theo em lên mã số là Y7. Đây là một con máy cắt cỏ cũng công suất tầm trung rồi. Để con này là con 26cc là tầm trung rồi. Con này thì có tên cho các bác là thương hiệu của Ruby dòng Grip 265 các bác nhá, 265. Con này có công suất cho mình là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế nòng hơi bô bình sang dưới đều zin hoàn toàn. Giật con này thì nó có chịu lực các bác nhá. Các bác nhìn cái sơ qua bô bọng này. Đấy, quá sáng. Giật thì con này thì có chịu lực tập trung mà có chịu lực kéo cũng rất là êm rồi. Và đi chế cho bác là chế Warm Pro, giống như chế máy cưa các bác hay sử dụng đấy. Nó có kim chỉnh xăng to và nhỏ làm dưới, chỉnh ganti làm trên. Đấy. Và tum của nó đây cũng là tum liền các bác nhá, dòng Ruby Grip. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số của con Y7 nhá. Mã số cho các bác là Y7, con này nòng 34 ly, em báo giá có 1 triệu 550 ngàn thôi. Mã số Y7 các bác nhé. Tiếp theo em lên mã số cho các bác là Y8. Đây là một con máy cắt cỏ của dòng Echo. Con này thì có tên cho các bác ở đây, thương hiệu của Echo này, dòng CT24TE. Đấy, Echo 24TE. Con này công suất của nó là 24cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Đấy. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô biếc, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Cái này cứ sử dụng cho các bác là nắp xăng kín và cục sạc khí riêng thì nằm phía trước đây. Chế của nó thì đi cũng là đi chế vuông lớn của Echo luôn các nhá. Đặc biệt con này có bộ gai tay gà rất là ngon. Này, các bác nhìn cái bộ gà nó này, nó giống như con mã số Y2 các bác, dòng Echo trắng đấy. Đấy, gà bóp màu vịt zin, bóp siêu nhạy luôn. Này, các bác nhìn cái gà của nó này. Cái dòng gà bóp này thì nó bằng, đấy, mịn bóp siêu êm nhá. Con này thì cho các bác là tum liền và tum nhôm. Rồi, em giật nổ các bác thử mã số Y8 dòng Echo 24cc. Gà ghiếc quá ngon. Mã số cho các bác là Y8, con này nòng 34 ly, em báo giá có 1 triệu 600 ngàn thôi. Mã số cho các bác là Y8 nhé. Tiếp theo em lên cho các bác là con Y9. Đây là một con máy cắt cỏ dòng Mitsubishi, thương hiệu của TB. Đấy, thương hiệu của TB. Con này thì công suất của nó là 20cc các bác nhé. Nó ghi bên cạnh sườn này Mitsubishi TB20. Đấy, và có số series cho các bác là 029058 9N. Đấy, 151. Con này công suất của nó là 20cc và nòng của nó là nòng 30 31 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế, nòng hơi, bô và bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Có dòng Mitsu này, TB này thì nó có giật trợ lực các bác nhá, kéo rất là nhẹ. Nhưng mà con này đặc biệt cái là chế rất là ngon các nhỉ. Cái dòng chế ngon nhất của Quang Mục Pro là chế TL2 kim này. Đấy. Nhưng mà nó lại ngon ở cái là nó có cái chế ne tay đỏ tự động. Đấy, ne này sử dụng ne tự động hết. Các bác sẽ không phải đóng ne, gạt ne những dòng chế khác. Nhưng mà dòng này thì ne tự động các bác chỉ cần giật nổ này. Đấy, tự động nhả về. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Chế của nó thì chế 2 kim rồi. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số con Y9, con Mitsu TB20. Gà ghiếc cho các bác quá ngon luôn. Mã số cho các bác là Y9 nòng 30 31 ni. Con này em báo giá có 1 triệu 600 ngàn thôi. Mã số Y9 các bác nhá. Tiếp theo em đến cho các bác là Y10. Đây là một con máy cắt cỏ của loại Zenwatt Komatsu. Đấy, Zenwatt Komatsu công suất tận 26cc. Con này thì có tên cho các bác ở đây. Đấy, Komatsu TRZ này 260EZ.
của thương hiệu Komatsu Genwatt do Made in Japan sản xuất. Cấu trúc này thì sẽ là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế, nòng hơi, bô, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Cái này thì có giật cho các bác nó có trợ lực luôn, kéo rất là nhẹ nổ các bác nhé. Này tầm trung mà có trợ lực luôn. Và đi chế cho các bác cũng là loại chế Warmer Pro, chế ne trong, cũng có hai kim chỉnh xăng to nhỏ nằm dưới, chỉnh gan ti nằm trên. Và đi cho bác là tum liền nhá, tum liền. Đấy. Con này có đặc biệt có bộ tay ga này, ga bóp này các bác nhá, ga bóp. Đấy, ga bóp. Rồi, em giật nổ để các bác nghe thử mã số con i10, con Genwatt Komatsu. Ghê quá ngon. Mã số cho các bác là i10, con này nòng 34 ly, em báo giá có 1.600.000 thôi các bác nhá. Mã số i10. Tiếp theo, em lên mã số nữa là con i11. Đấy, đây là một con máy cắt cỏ dành cho bác nào mình về hay cắt số lượng nhiều, cắt cỏ số lượng nhiều. Nhiều bác mình hay trồng, như gọi là trồng đợt này hay là trồng, các bác trồng sầu riêng này, trồng cỏ cam, cỏ quýt, hoặc là mình trồng rẫy cao su, hoặc là trồng keo đấy, các bác thể dùng con này nhá. Thương hiệu của Shindaiwa, chạy rất bền. Đấy, các bác nào dùng bình xăng trên rồi mà thích thì lấy dòng này. Con này thì có tên cho các bác là loại Shindaiwa S250. Cấu trúc này thì sẽ là 25cc và nòng của nó là nòng 32-33 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết các bác nhá. Này, chế chiếc này, rồi nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng này đều duy hoàn toàn. Đấy. Và con này thì đi chế cho các bác đây. Tại sao nó khỏe? Vì các bác có thể thấy nó thiết kế cho các bác là bình xăng trên, nó sẽ không như bình xăng dưới là các bác mình dùng chế cái xăng của nó sẽ phải hút từ dưới hút lên. Còn cái dòng bình xăng trên này thì xăng của nó sẽ dốc thẳng từ trên dốc xuống, nên sẽ là máy rất là khỏe các bác nhá. Và cái này thì đi cho bác ở đây, nó có thiết kế là tum rời các bác nhá, tum rời. Đấy. Ống cần này, ga công tắc của nó thì ngay bên sườn đây. Ống cần xoay 360 độ nữa. Đấy, rất là thích hợp cho các bác nào cắt cỏ đồi núi, đẩy dốc. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số I11 nhé, Shindaiwa. Rất là cao các bác nhé, cả rất là cao rồi, siêu bốc. Con này mã số cho các bác là I11 nòng 32, con này nòng 32-33 ly, em báo giá có 1.650.000 thôi các bác nhé, giá em bán rất là mềm luôn. Tiếp theo, em lên cho các bác là I12, đây là một con máy cắt cỏ động cơ chạy xăng trắng, động cơ 4 kỳ, chạy xăng trắng không pha nhớt, đấy, thương hiệu của Makita. Trong kênh của em thì nói chung là cũng rất là nhiều bác mình đã dùng máy cắt cỏ rồi, nhưng mà lại có một số bác thì mình lại chưa sử dụng máy cắt cỏ bao giờ. Đấy, mình còn rất là xa lạ với gọi là dòng máy móc, thì các bác có thể lấy con này, thương hiệu của dòng Makita. Con này thì có tên cho mình là Makita MM2651UHT. Con này có suất của nó là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế này, rồi nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Chạy chế cho bác là chế Warmer Pro zin, chế tự động 1 kim. Rất là thích hợp cho các bác là mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu. Về nhà mình sẽ không cần phải sử dụng xăng pha nhớt gì hết, chỉ việc sử dụng xăng trắng đổ vào là dùng thôi. Đấy, đổ vào nắp lớn này là dùng các bác nhé. Và phần bên này thì nó có cái nắp để các bác mình châm nhớt. Cái nhớt này gọi là nhớt động cơ 4 kỳ để bảo vệ, gọi là nhớt để làm mát máy đấy các bác. Đấy, nhiều bác mình hay sử dụng xe máy, xe Honda mà mỗi lần mình đổ mình châm nhớt vào trong xe Honda mình còn dư một ít thì mình sẽ châm ở đây nhé. Đấy, để làm mát máy. Và con này thì đi cho bác là tum liền. Mặt trước thì có dập nổi của thương hiệu Makita. Đấy. Rồi, em dập nổ các bác nghe thử mã số con I12 nhé, Makita 4 kỳ.
số cho các bác là Y12, con đèn ống 34 ly. Em báo giá có 2.050.000 thôi các bác nhá, Y12. Tiếp theo, em lên mã số cho các bác là Y13. Đây là một con máy cắt cỏ của dòng máy cắt cỏ Kawasaki, thương hiệu của Kawasaki TJ27 các bác nhá. Con này công suất của nó là 27cc và nòng của nó là nòng 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều dư hoàn toàn. Giật con này thì nó có trợ lực các bác nhé. Và đi chế là chế vũ bơm trước, và sử dụng ne gió là ne tự động luôn. Đấy, các bác sử dụng nó tự động này, đóng nhẹ cò ga này, đấy, tự động nhả về cũng rất là ngon. Và đặc biệt con này thì trong lốp có dập chữ nhé, thương hiệu Kawasaki xịn sò, dập made in Japan luôn. Đấy, dập rất là rõ. Đấy, con này thì cho các bác là tum liền các bác nhé, tum liền, bộ bọng siêu sáng luôn. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số Y13 con TJ27 này. Mã số cho các bác là Y13, con này nòng 34 ly. Em báo giá con này có 2 triệu chẵn thôi các bác nhé, Y13, 2 triệu chẵn. Đấy, nhiều bác mình không thích tay sừng trâu thì em sẽ nên tặng cho các bác thêm một bộ tay sừng trâu. Đấy, nên sẵn cho các bác luôn. Tiếp theo lên cho các bác con Y14, con này cũng cực kỳ đẹp. Đấy, con này thì có tên cho các bác là con thương hiệu Mitsubishi. Đấy, thương hiệu của Mitsubishi, nó ghi cho các bác ở đây dòng Mitsubishi TBE27DD và 25B này. Có số series cho các bác là 0128434, sản xuất cho các bác vào tháng 6 nhé, năm 2020. Đấy, rất là mới, mới đây thôi. Cái này công suất của nó là 27cc và nòng của nó là nòng 34-35 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới đều duy hoàn toàn. Giật con này thì có dùng cho các bác là có giật trợ lực, và dưới đáy bình xăng thì sử dụng kệ nhựa đen bảo vệ bình xăng cho các bác. Và đi cho các bác là chế One Pro Zin, chế hai cổ các bác nhé, chế One Pro Zin, chế tự động hai cổ. Đấy, nó thiết kế cho các bác này cổ trên và cổ dưới. Đấy, dòng này thì cực kỳ tiết kiệm xăng, và nó đi cho các bác là tum liền nhé, tum liền. Đặc biệt con này thì có bộ ga quá ngon, ga bóp gọi là ga bóp mỏ vịt Zin. Đấy, có chế độ căn chỉnh các bác nhé. Đấy, các bác muốn chỉnh cỏ thấp này, đấy, các bác cắt nhẹ này, còn cỏ cao này kéo hết cỡ xuống các bác nhá. Đấy, bóp siêu êm luôn. Công tắc của nó thì sử dụng ngay trên tay cầm. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số Y14 con Mitsu TBE27. Gà ghét quá êm. Mã số cho các bác là Y14 nòng 34 ly. Con này em báo giá là 2.100.000 các bác nhé, 2.100.000 thôi. Tiếp theo lên cho các bác con cuối cùng dành cho các bác nào mình đang bữa giờ đang săn đón, nói chung là một con nào công suất lớn một chút, nòng 37-38 ly đây, thì các bác lấy con này nhé. Con này thì của Talaka, nó có tên cho các bác là tên riêng loại KB311. Con này có số của nó là 38cc. Đấy, thương hiệu Talaka 38cc. À, sorry các bác, 38 ly chứ. Con này thì tình trạng của nó thì cũng đều duy nguyên bản 100% hết cho các bác nhé. Từ chế này, nòng hơi này, bô biếc này, bình xăng trên này đều duy hoàn toàn. Cái dòng Talaka này thì nó sản xuất cho các bác là cái bình xăng này thì lúc nào nó cũng một màu cho các bác là màu cam luôn nhé. Nó gọi là tông sẹt tông, hợp với cái màu tum này luôn. Đấy, màu tum màu vỏ luôn. Đấy, thương hiệu Talaka này chạy rất khỏe, rất bền. Dòng này thì dành cho các bác nào mình muốn mua một con máy lớn, vườn nhà mình hay gọi là vườn nhiều, mình hay cắt cỏ số lượng nhiều như cắt sử dụng dao dài này, hoặc là 3 năm dao dài 3 năm 40, hoặc là mình mua về mình đập cước. Đấy, lấy con này. Mình hoặc là mình mua thêm cái đầu bơm nước nhá. Bơm nước con này rất là khỏe. Con này thì sử dụng là tum rời. Đấy, và gọi là tum to bố lớn, 330 bố to. Đấy, có chân chống bảo vệ máy đây. Đấy. Ống cần của nó thì cũng có thể xoay được 360 độ luôn. Rất là ngon.
Rồi, em giật nổ. Các bác nghe từ mã số Y15, con Talaka 38. 38 đi. Rồi, gà quá êm, không chê vào đâu được luôn các bác nhá. Mã số Y15, con này nóng 3738 đi. Con này em báo giá có 2.150.000 thôi. Đấy. Rồi, hôm nay thì BM vừa tranh thủ lên cho các bác là có một nô máy cắt cỏ hàng Nhật bãi nữa, gồm tất cả 15 cây. Tình trạng máy nổ cũng rất là êm. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên nhá thì liên hệ giúp em, có số điện thoại em để trên góc bảng đây. Số của em là 0947594 và có số 678 đôi. Số này thì em luôn dùng Zalo và kênh em là kênh shop Trung Nghĩa máy Nhật bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán các bác nhá. Và video em tới đây cũng rất là dài rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn các bác ở những video lần sau.